Lào Cai này, con này đẹp quá nhỉ. Xe vừa mới nhập ấy, đẹp quá nhỉ. Nhìn trông xe nhìn chất thế nhỉ. Em quay vào nữa, mẹ còn dìm nhìn trông sướng thế. Dìm Thái nhá. Con xem đầu máy nó bao nhiêu. Anh Sơn Nguyễn. Anh Nguyễn đang trả lời. Em hỏi xem con dìm Lào Cai này bao tiền ấy. 803 hả bố? Ừ. Đầu máy 803 nha anh em, đời 97 nhá anh em, chất lượng rẻ chất thế này, Thái Lan nhìn trông sướng thế. Cũng nhập khẩu hàng 3 cục. Đây quay đầu bò các thứ. Máy zin nhá, sướng. Em đã đến từ Lào Cai, 24 Lào Cai. Này các cái sơn xanh nữa. Sao nhỉ, nó lại nằm ở đấy nhỉ? Yếu à, để xem nào. Đường chuẩn 3G, cứ để đấy. Tí nữa bác. Em like lại cho anh ấy, rắc kia nó có rút ra đấy. Wi-Fi. Sao 3G nó lại hơi nhận lại bên này. À, không có giá con này. Ai mua là không có giá. Quả hoa đó. Xe khách mang đến đây chưa bán. Sao để đây? Thì khách chưa bán thì bây giờ ông cứ mang đến thì ông này ông ấy lôi ra thì làm sao mà biết được giá. Tôi để vào trong nhá. Con này nó con này Lào Cai đẹp thế nhỉ. Không, cứ quay đi, quay đằng nào tí nữa sẽ hỏi giá. Em hỏi tranh đi. Em nó đến 24 Lào Cai cho các bác đi nha. 29 ạ. Nhầm 24S1 ạ. 14186 cho các bác. Kiểm tra lại thì có đấy. Có là xe vừa về còn không biết. Còn chưa biết giá. Giá vẫn đang cập nhật ạ. Bắt đầu cái gì mới nhất update liên tục mỗi ngày mà một. Để chào các bác đang xem livestream nha. Bán 55 đúng không? Bán 55 triệu. 55 triệu em nhá. Để quay vòng lên 55 triệu đời 97. Đẹp nguyên bản hết, thấy xe đẹp thế. Cái xe mất mỗi bộ tem. Mạng giật. Mạng giật á, mạng nào giật? Sao đây lại giật nhỉ? Rồi. Ê, nhìn anh em như quay thất đầu bò. Bán 55 triệu nhá, tem này thay rồi nhá. Bố hay là 43 nhưng để zin đẹp. Nguyên bản, xe đẹp thật. Nghe tiếng nổ ấm thế. Nhìn Thái. Nó vẫn thì thầm từ vừa nãy em rất là cha bác. Nói chung là xe rất là chất anh em nhé. Rất ngon. Xe ngon thật đấy. 55 triệu nhá. Yên sắt, yên này thay rồi. Đây toàn đuôi rất đẹp, đuôi zin. 55 triệu con zin Thái. Các cụ chưa ăn mẻ nó bê mâm đi rồi. Mẹ vừa bắt đầu mới vào ngồi vào đang dàn xếp cái mẻ bê mâm. Tên em Đức bê mâm rồi. Chưa ăn xong phụ bê mất rồi. Rồi một chiếc 82. Em kéo cửa. Rồi. Đây cho các bác một em 82 biển D Hai Bà Trưng cho các bác đây ạ. 29D1 26357. Nó xe vuông vắn cứng cáp. Mua 9,5 triệu còn em 2 triệu nhá. Các bác mua về cho các ông các bà đi được cho các bác nhá. 8296 hôm nổi. Mua 9,5 triệu còn em 2 triệu. 8296 nha anh em nhá. Hơi 70. Sao là muộn rồi, chắc cứ xin phép kết thúc live có muộn mất rồi. Rất nhiều đói. Xe anh hát 19 rất nhiều anh em, thôi chiều nay ấy nốt đi. Anh Hoa Triều muốn bán cho anh con xe 82 29D1. Dạ anh có thể nhắn tin cho các bạn các bạn online sẽ gửi ảnh cho anh nha. Anh nhắn tin tại fanpage. Rất nhiều con xe đây nhá anh em nhá, chắc là muộn rồi, xin phép mình kết thúc live đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Anh em có thích chiếc xe nào hãy liên hệ vào video đang phát trực tiếp. Số tài khoản của mình duy nhất là số cọc là 6252 và 818 nha, mang tên Hoàng Trung Kiên. Mỗi số đấy thôi. Còn anh em đừng có gửi số khác. Hiện tại là chưa ai mất cọc bao giờ, chưa ai bị mất cái tiền ấy mà toàn là anh em có nhu cầu với cọc. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ạ. Biết ơn anh em rất nhiều nha, đang rất đông. Xin chào. Cảm ơn các bác ạ. Nhu cầu muốn xem xe gì các bác có thể comment để nhà cháu lên cho các bác nha. 13 triệu cộng anh em 12 triệu cộng anh em 3 triệu. Spacey máy chất nhá. Hàng bọc chưa dọn dẹp về đâu. Mua có 12 triệu thôi, nhưng cho BC phải cộng anh em 3 triệu. Máy ngon nhá, em quay vòng đi. Đầu máy 20 mấy này. Đầu máy 204 nhá. Anh Trọng Soạn thôi nhà em không bán xe điện ở VinFast nha anh nha. Hiện tại là chưa người bán mà hai bán nó ế quá, bán dòng đấy nó kiểu gì chả bán được mấy cả. Lỗ nhiều lắm. Dòng xe lỗ nhiều như mất cấp, mấy ông VinFast là nhảng lắm. Nhìn phát nhìn theo mệt thật đấy.
không khác phải mất cóc rồi, tốt nhất là cứ để cho nó lành. VinFast mua bán là 4 mấy triệu giờ và bán ra 10 mấy triệu, chết tôi. Đúng rồi, mua mấy xe đổ xăng ngon hơn, đỡ điện đóm cũng không mất tiền, nó là quá tội. Các cụ ở 1 tiền gà 3 tiền thóc. VinFast mình lỗ nhiều mà, xe VinFast mình mua nhiều mình lỗ nhiều. Rồi đây, cho các bác một em Spacey. Bố Kiên tặng kèo con gái, ok. Ok, có duyên đi. Bố Kiên. Bạn Bùi Khánh Đức. Đây, bố tả lại em này đúng không? Máy chất anh em nhá, máy chất giảm sóc rửa đi kiểm tra rồi được. Giảm sóc cho Spacey đấy, nó ăn giảm sóc nhưng máy ngon lắm, đấy máy vẫn nổ đấy. Máy nó cứ thì thầm này, giảm sóc trước sau được. Đấy, giảm sóc trước sau rất ngon, chắc. Như cái xe đi rất chắc nhá. Xe này anh em thợ thuyền mua về dọn nhá. Mình bán 15 triệu. Đấy. Đấy. Đi lông dán 3 lớp nhá, nếu anh em có nhu cầu dọn này thêm 1 triệu nữa. 1 triệu tiền dọn nhá. Sơn xi tỉa toát. Dán tem lít nhá. Anh em có thể gần đây, anh có thể chào anh em trên này tí giao lưu anh em trên này. Vâng, anh giới thiệu tên tuổi địa chỉ đấy. Rồi, em là Hiệp. Hiệp. Vâng, có nghe em ạ. Cứ nói thì kệ đấy, việc Lân quận Đồng Đa ngã tư sở. Anh anh Hiệp công tác em ở khách sạn đại u. Khách sạn đại u à, vừa rồi Trương Mỹ Lan mới đủ thứ rồi đúng rồi bán ăn lợi tiền này. Để bán xe để ăn này, nhân viên của cha Trương Mỹ Lan. Công ty An Đông này, anh em nào vừa rồi thút tí thì em thút nó 8 tỷ ở bên đấy đấy, đang giao bán anh. Vâng, ngân hàng SCB bảo Hoàng Kiên ra gửi tiền mà anh cứ gửi trái phiếu An Đông bên em đến sợ luôn cái nhà đấy. Công ty Phạm Thịnh Phát mẹ mày, nó là uy tín toàn quốc. Được rồi, tôi không chơi ở đây cũng tí nữa gửi đó, lãi suất 12%, thế đâu phải gửi 8,7 thôi, gửi ngân hàng tí nữa Hoàng Kiên bị độc phát, nhưng mà thôi không sao, mình tỉnh đoàn lắm. Ok thôi rồi anh ơi, thêm giá cả này để cho em bao nhiêu con này. Anh vừa bảo 4,5 thì em để 4,5 em. Bây giờ mới xem em ngọt đấy, thế xem em bảo anh xem đi, anh đi khách sạn đấy em phố đẹp em do luôn đấy, đẹp thế. Em mua xe của anh 2 lần rồi đấy. Máy được tạm tạm thôi, 4 đồng anh ạ. 4,5 anh kia này, mẹ anh em bốn quả là đây pha anh vàng hết rồi, có con gì nó cũng bán nhanh, bán của anh trên này bán 4 triệu em 0,5 triệu thế thôi, nhanh anh em giữa bản thân thế này em đúng 4,5 nhá, em lấy cho 4 triệu 4,2 được chưa? Ủa, chỗ 4,5 đúng 4,5 đi anh ơi, nó là tên nó là sắp chết rồi, nó là lít thì nó ngon quá rồi, em đi được có chưa đầy tháng nhập bao nhiêu mua nhỉ? 72 thay dầu thay đủ nước các thứ đầy đủ luôn, 4,5 triệu 1,5 triệu ok, chốt cho anh em 4,5 triệu nhá, chốt anh 4,5 triệu. Ở đây khách sạn Daewoo thay đổi nhân sự thay đổi nhiều hết đi anh, bọn đắt của anh nhé, Vietcombank nó vào nó làm rồi à, mọi em nợ lương mấy tháng rồi à, đi đang nợ lương thì mới đổi xe đổi đồ ô tô đi, bán 4,5 triệu đổi con 450 450 triệu. Ok cảm ơn anh nhá, ok rồi. Anh chào anh em trên này, không bảo viết giấy. Chào anh em nhá. Đức ơi, vào viết giấy bảo trả anh em 4,5 triệu không, em 1,5 triệu nhá. 4,5 triệu một con xe SCR. Dán tem lít nhá, không phải SCR, không phải lít đâu. Lít giả vò. Đây lít với SCR nó màu mặt xanh này. Đây vỏ yên còn zin, máy tạm tạ. Con này đánh bóng cái pha mất 50.000. Anh em nó hơi bị đục thủy tinh thể tí. Đục thủy tinh thể. Đây nó về đánh bóng mất 50.000 là mới tinh anh em nhá. Tất cả cái đồ này mà gặp mấy anh em pháp sư chùa Hà nó xoa cho mấy phát là sáng choang đấy, anh ạ. Đấy kiểu là nó thay cái rác mạc ấy. Nó mờ, nó chỉ cần vào viện mắt trung ương bóc phát nó lột phát này xong đấy là đẹp đấy. Nổ mắt cận các bạn à, đi rồi để lấy mũ máy ngon nha em nhá, máy ngon được các bạn ơi, chu nhà chảo lên Vision cho các bạn nhá, chế điện tử nha, tiết kiệm nhiên liệu. Zero, giá được. Vừa phải tiền. Rồi quay nào.